nội dung với đặc trưng của nội dung được 10 điểm, kỹ thuật sườn biên sẽ được 4 điểm, hoàng kỹ thuật giáp được 4 điểm, kỹ thuật sườn bắc thủ tên hai vận động viên kỹ thuật không được chán chân, không được bỏ chân. Đoàn kỹ thuật quang vừa rồi tôi sẽ giới thiệu các nội dung vật cổ điển, đoàn trở về kỹ thuật quang, đoàn kỹ thuật quang vừa rồi vũ. Và ban tổ chức chúng tôi xin mời các đôi và các ban tổ chức khá giải của đôi Nguyễn Mạnh Minh giải do hội đồng vâng trở lại thôi bởi vì hai đôi tiếp tục cống hiến. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu trận thi đấu đầu tiên của giải thưởng trị giá 2 triệu đồng do ông bà Hà Trường treo thi đấu 2 keo. Đô Nguyễn Văn Tuyên đến từ số phận Bắc Linh xin giữ cố đỏ. Đô Dương Đình Nghệ Đại học Thể dục Thể thao Bắc Linh cố xanh. Mời hai đô vào thả. Hai đô nghe hô lệnh trọng tài chống làm thủ tục sơ đài. Hoàng Triều xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn lại quay trở lại. Người ta vào để người ta nghe luôn. Chẳng ai nghe hả? Chúng gọi là xem trực tiếp thì làm gì có ai nghe mà phải nói. Chào các bạn nhá. Có người thì cũng nói. Chưa mắt nào nói ai nghe. Anh xem được chưa? Thôi giờ em để đúng một khung thôi, không chỉnh chọt gì nữa. Hai đội chuẩn bị, tổ trọng tài chuẩn bị, trận thi đấu bắt đầu. Ban tổ chức chúng tôi có một giải do hội đồng viên 1981 treo trị giá 10 triệu đồng. Đô Nguyễn Bá Lực Nghệ An xin giữ. Vậy ban tổ chức chúng tôi xin mời các đô và các ban tổ chức khá giải của Đô Nguyễn Bá Lực giải do hội đồng vâng trở lại thôi quay lại đánh không chạy đúng rồi quay tiếp tục tưởng à chú tưởng anh sợ à lừa đấy lừa đối phương chú tưởng anh sợ à anh lao bánh chén luôn đi đang đánh không có chuẩn bị bắt tay mà đối với kia mà cứ giả vờ bắt tay là chết luôn đúng rồi đề nghị là xem lại cố xanh có phải tả tôi lắm rồi đôi khi là phải chiến thắng bằng trí tuệ các bạn cho hiệp tiếp theo tôi lại đánh tiếp hiệp này nếu như không hơn thua thắng bại thì cho nghỉ. Đây các bạn các rồi chúng ta sẽ được chào các bạn cho hai đội ạ quá xinh đẹp đúng không được rồi các đô vật là thi vào thi đấu và vâng hiện nay là ba tổ chức chúng tôi bắt đầu chương trình khăn nước rồi cho những ai khăn nước trận đấu tiếp tục. Vâng, hai đô tạm nghỉ ít phút và tôi xin thông báo chương trình hết sức đặc biệt của chương trình trong khung lễ hội truyền thống làng Thế Xuyên 2024. Mời hai đô giải hai nữ vào ghế. Dừng lại. Hai đô này ở đâu đánh cũng rất là máu lửa các bạn ạ. Vâng, đề nghị hai đô bắt tay nhau. Có một đội Ninh Hiệp cũng đánh liên tục, rất nhanh. Diễn biến của trận đấu xảy ra rất là nhanh các bạn. Hai đội chuẩn bị. Nhịp độ trận đấu cũng rất là nhanh. Vâng, còn gọi là hai đội thi đấu rất là tuyệt vời. Nhịp đánh rất đúng nhau. Đội đón quân. Đón quân chạy lại đón quân. Đón quân lại chạy lại đón quân. Đúng không ạ? Đội chúng ta đây là tạo bóng cho cả hai đội. Chưa phát à? Hai đội thắng
sức ngang tài, đúng không? Giống nhau, họ khoảng giống nhau, hạng nhân đơn vị là cũng ngang nhau. Không biết đâu cùng đây là cùng thôi. Đã được 480 mê không? Đang qua rồi, ngoài rồi, ngoài rồi. Chú ý nghe. Hai đô say rồi. Quá. Đề nghị là hai đô chúng ta nghe hiệu lệnh trong bài trống. 700 là được đúng không? Trận đấu tiếp tục. Nhưng vào đây sao cái màu nó bị sáng hơn đấy anh nhỉ đúng không? Nó bị bệt màu hơn đấy đúng không? Mình yên tâm mình cứ để nguyên thế. Hai đô này rất thích lao vào chỗ các cụ. Chắc là trong ví còn rất nhiều tiền nên là cụ chưa thưởng các đô. Nên là hai đô vẫn rất thích nhảy vào chỗ đấy mà. Sau ban tổ chức chúng tôi đã chuẩn bị nước rồi để đi với khán giả cho đồng Vĩnh Lam hay Bắc Nam chuyển nước cho chuyển tay chuyển tay nhau cho tất cả khán giả của đúng nước và khán giả và đồng ban đại biểu đúng nước bởi vì chúng ta hô vỗ tay và bây giờ là khát nước đúng không? Tôi cũng thấy khát nước rồi. Đấy, khán giả khát nước chưa là chúng tôi đã chuẩn bị nước rồi. Phải nói là quá tuyệt vời cho lễ hội làng Tế Xuyên các bạn ạ. Tôi chưa đi một cái lễ hội nào mà làng lại chuẩn bị cả nước uống cho khán giả. Ngày mai còn chuẩn bị bánh cho khán giả đến xem hội. Quá hay luôn rồi. Ngoài rồi. Tôi phải hơi cả to nữa rồi. Hai đôi say quá, thắc quá. Tuyệt rồi. Bây giờ chú ý nhá. Chú ý bởi vì là ở sân số có một số cột điện và một số các cụ già thì chúng ta phải lưu ý và cả chị em phụ nữ nữa chúng ta tránh va chạm. Alo tiếp tục. Hai đô bỏ số trận đấu tiếp tục. Ở trận này lưu ý các bài chú ý bắt thật chặt và nếu như có sự cố thì chúng ta phải bắt ngay. À vâng. Quang kia nó vừa ấy nó vừa đôn nét nó hay phết đấy. Quang nó vừa live stream nó vừa đôn nét đấy. Hiện nay ban tổ chức chúng tôi nhận được rất nhiều nhà tài trợ và tiền nguyên nhân số cũng rất nhiều. Chúng tôi cũng chưa tổng cộng trong ngày hôm nay và ngày mai chúng tôi sẽ tổng cộng và thông báo cho bà con nhân dân biết. Kéo bó rồi các bạn. Nào, vỗ tay lên! Ngoài rồi, cắt rồi, rất tiếc. Giá như ở giữa số thì không biết điều gì sẽ xảy ra trong một cái mặt rồi. Hai đô bầu số sới. Vâng, tôi cảm thấy tôi nói nhẹ mà tiếng nó to hơn, chắc là mic cũng được tốt hơn. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình truyền tải thông tin trực tiếp cho quý vị và các bạn. Có điện rồi các bạn ơi. Vâng, xin cảm ơn gia đình ông bà Tính Thịnh đã kịp thời cho chúng tôi nhờ nguồn điện và ánh sáng, mang đến ánh sáng cho số vật của làng chúng ta. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn ông bà Tinh Thị. Chúc ông bà cùng gia đình năm mới an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn. Trận đấu tiếp tục.
khỏi tay lắm ơi, để góc ngậm nghỉ tí. Anh em xem để bình luận giúp mình xem là hình ảnh và âm thanh như thế đã ok chưa ạ? Vào vô tay ơi! Lại ra ngoài dối rồi. Tuyệt quá, quá tiếc. Đối với mình, tôi thấy toàn thể bà con là có nhiều lúc đúng không ạ, nhiều lúc là thoát đi cảm giác như là ngừng thở để theo dõi cái đôi bậc của chúng ta, hai đôi bậc xuất sắc được không? Nào! Bay lên, bay lên! Vô tay! Vào kiểu gì đây? Quay lại đi! Trận đấu bắt đầu. Trên bài đô lớn đô Kim Anh trên giữ giải leo trị giá 2 triệu đồng do hội đồng đô 1988 treo. Lớn đô anh Dương Hùng xin được không? Trên bài lớn đô chuẩn bị đang dùng cho. Ra ngoài rồi. Xin mời đô phá lực bên Nguyễn Minh Ước chuẩn bị cho. Rất hay, vừa rồi ban tổ chức chúng tôi đã nhìn thấy kỹ thuật quang của đôi tiên. Xin mời hai đôi đứng giữa đảm, chúng tôi xin công bố kết quả kết vật. Xin mời hai đôi đứng giữa đảm, kỹ thuật rất nhanh hoánh từ trong ra ngoài. Vừa rồi đôi Dương Bình Nghệ dùng kỹ thuật bốc đôi, nhưng đôi Nguyễn Văn Tuyên Bắc Giang dùng kỹ thuật phản và quang đôi Dương Bình Nghệ từ trong ra ngoài lổi cả hai chân. Như vậy đôi Nguyễn Văn Tuyên nhất thắng. Xin mời sân vật. Rồi như thành một tràng pháo tay lớn ạ. Đôi quá hay. Ở lại có phần thưởng, có những bông hoa luôn. Với Ngọc Phương trong câu lạc bộ Phật Lạc Thế Sơn trao giải. Anh Ngọc Phương là một trong những danh đô và cũng là một trong những ca sĩ hát rất hay của làng Thế Sơn. Xin mời anh ơi, đừng có mà xấu hổ. Vâng, anh xấu hổ là thế. Tại sao không phải xấu hổ hôm nay chứ? Đừng đáng nhé. Khánh Phương nghe hay thương. Rồi, xin cảm ơn. Xin mời hai đôi vào đồng chính tạm giam treo. Giữa hai đô Nguyễn Văn Tuyên Bắc Linh nhất thắng. Nguyễn Văn Đoàn Công an Nhân dân xin vào theo. Mời hai đô vào bảng. Hai đô nghe hiệu lệnh trong đại trống làm thủ tục xe này. Chu Phương Nghi Phúc Nguyên Nghi chuẩn bị. Mời Nghi Bình vào ghế. Hai đội chuẩn bị, tổ trọng tài chuẩn bị trận thi đấu bắt đầu. Hai đội đang thi đấu giải thưởng trị giá 2 triệu đồng do ông bà Hà Trường treo. Ông bà Hà Trường xin mời lời chuẩn trị giá 2 triệu đồng do hội đồng liên 1988 treo. Giải thưởng các lưỡng đội thi đấu 2 treo. Kim Anh Minh Linh chiến giữ. Xin mời đô Bình Toàn, đô Đức Dừa, chúng ta cũng chuẩn bị trang phục cho. Ở giải Lữ Làng, Lữ Đô Nguyễn Thị Oanh. Xin giữ chưa có Lữ Đô nào vào theo.
xin mời các nữ đô của Tứ Xuyên, của Sở Tại lên gặp ban tổ chức để phá giải nữ làng đang tạm thời là 2 triệu đồng. Thôi dừng lại, ra ngoài rồi, mời 2 đô vào giữa hàng. Trận đấu tiếp tục, vâng, bởi vì 2 đô tiếp tục cống hiến. Vâng, như vậy chỉ một sơ sẩy nhỏ thôi, đô Nguyễn Văn Tuyên, đơn vị Bắc Linh khối đỏ đã toàn thắng. Giải thưởng trị giá 2 triệu đồng cho ông bà Hà Trường Trang. Đỏ đánh hay nhỉ. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời anh chị Hà Trường lên trao phần thưởng của chính mình cho đô Nguyễn Văn Tuyên, đơn vị Bắc Linh. Xin trân trọng kính mời anh chị. Tiếc là hôm ở Ninh Hiệp không vào được vòng trong nhỉ. Đỏ này đánh chị Hà Trường. Hay thật. Hôm nay anh Dũng, anh Dũng đại diện cho chị Hà Trường. Vâng, vâng, đây là anh Dũng được sự ủy nhiệm của anh chị Hà Trường trao cái giải cho anh chị Hà Trường trao. Xin trân trọng cảm ơn anh chị Hà Trường. Mời 2 đô vào sớm, 2 đô vào sớm. Vâng, thua cũng có giải, cũng có thưởng, vâng, cũng có hoa, đúng không ạ? Mời đồng ý, đồng nghị khẩn trương, nữ đô 2 đứng đứng dậy. Vâng, chúng ta dành một tràng pháo tay cho cả 2 đô. Mời đầu tiên gặp ban tổ chức. Không tính, không được cài chân, không được bốc chân, chỉ được áp dụng các kỹ thuật từ vùng thắt lưng trở lên. 2 vận động viên cứ thực hiện các kỹ thuật. Sau đây xin trân trọng kính mời toàn thể nhân dân trên chi nhớ các kỹ thuật của nội dung vật cổ điển. Bắt đầu. Và nội dung cuốn vật, kỹ thuật cuốn vật, kỹ thuật gầm. Đây là những kỹ thuật đặc trưng của nội dung vật cổ điển. Kỹ thuật sườn bắp cổ. Thực hiện kỹ thuật vừa rồi, vận động viên sẽ được 4 điểm. Làm kỹ thuật giác quang, thực hiện kỹ thuật vừa rồi sẽ được 4 điểm. Kỹ thuật gần ngoài, thực hiện thành công kỹ thuật vừa rồi sẽ giành được 4 điểm. Kỹ thuật sườn bắp cổ. Xin quý khán giả cùng vỗ tay với 2 vận động viên. Kỹ thuật cuốn xoắn. Đây là những kỹ thuật rất đặc trưng của nội dung vật cổ điển. Nội dung vật cổ điển, các vận động viên không được bốc chân, không được chém chân, không được cài chân. Còn kỹ thuật quăng vừa rồi, vận động viên sẽ được 4 điểm. Còn đây kỹ thuật quăng. Đây là những kỹ thuật rất đặc trưng của nội dung vật cổ điển. Nghĩa phủ sẽ đưa một giải vật quốc tế về với Việt Nam Tứ Xuyên. Ban tổ chức chúng tôi sẽ giới thiệu các nội dung vật cổ điển. Đang kỹ thuật nổ xuôi, thực hiện kỹ thuật vừa rồi đầu tiên, vận động viên tuyên sẽ được 4 điểm. Chuẩn bị kỹ thuật quăng, đang kỹ thuật quăng vừa rồi sẽ được 4 điểm. Xin khán giả thưởng cho 2 vận động viên một tràng pháo tay to nữa với những kỹ thuật rất hoàn hảo. Vâng, kỹ thuật quăng vừa rồi sẽ giành được 5 điểm. Vâng, đẹp tuyệt đối. Vâng, xin trân trọng cảm ơn 2 vận động viên. Vâng, 12 đô được 2 vận động viên xin nguyên trang phục đứng giữa thảm. Thi đấu vật cổ điển, vật tự do, các vận động viên sẽ mặc đúng trang phục như vừa rồi và đi giày chuyên môn để thi đấu. Đây là ý tưởng của ông Nguyễn Duy Hưởng, chủ nhiệm câu lạc bộ vật Tứ Xuyên, và cũng là giải thưởng của chính cá nhân ông Nguyễn Duy Hưởng. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Duy Hưởng, chủ nhiệm câu lạc bộ vật Tứ Xuyên, lên trao phần thưởng của chính mình cho 2 vận động viên. Đây là những kỹ thuật của nội dung vật cổ điển với mong muốn của ông.